chương 201, đưa ngươi một trận tạo hóa. Đại thừa Phật Pháp. Quang Ninh bình thản một câu lại gây nên sóng to gió lớn. Nhóc con cùng ngôn. Đạo ngộ hòa thượng trực tiếp mở miệng. Những người khác cũng sắc mặt đại biến. Pháp biện, ngươi có thể điểm hóa chỉ đường, nhưng ngươi không thể nói Phật Pháp như thế nào như thế nào, đây là căn bản. Cái này. Xung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi đã thắng, đồng thời thắng được người khác tán dương khâm phục, nhưng nói ra loại này vạch trần y đồ, lại quá không sáng suốt như thế nào đại thừa phật pháp tuệ tâm pháp sư lại nghi hoặc hỏi phật gia coi trọng một cái chữ duyên nhân duyên mà lên hôm nay ta liền truyền cho ngươi đại thừa phật pháp quan ninh thần tình lạnh nhạt khẽ vẫy ống tay áo một bộ đại sư phong phạm bây giờ không trang bức còn đợi lúc nào hắn mở miệng một thiên kinh văn thốt ra quan tự tại bồ tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ quẩn dai không độ nhất thiết khổ ác xá lợi tử sách bất thị không không bất thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử, là chư pháp không nhiễm, bất sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Ở kiếp trước đây là một thiên nghe nhiều nên thuộc kinh văn, cũng là cực kỳ nổi tiếng kinh văn. Nó liền là, bàn nhược kinh. Là đại thừa Phật giáo, sớm nhất xuất hiện kinh thư liệt kê. Quang Ninh sẽ kỳ thực cũng liền điểm ấy, bất quá dùng để trang bức lại là đầy đủ. Tại hắn tiếng nói vừa ra phía sau. Đạo ngộ hòa thượng sắc mặt ngay trệ, vô ý thức niệm tụng lên tiếng. Tuệ tâm pháp sư đồng dạng. Còn lại hòa thượng tăng nhân cũng là không ngừng lặp lại. Sắc tức là không, không tức là sắc, thủ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Thanh âm sáng sủa, khiến cho ở đây sở hữu hòa thượng đều từng lần một lặp lại. Bọn họ niệm tụng lấy, cũng cảm ngộ lấy. Thế nào? Ai có thể nói cho ta biết, lại thế nào? Thế nào cũng bắt đầu niệm kinh. Giống như là quan thế tử nói ra mới vật pháp. Ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? quan thế tử quá lợi hại ngươi nói đâu đoàn công tử là là đoạn hòa ngọc thần sắc ngai trệ tâm tính nổ tung hắn vạn vạn không nghĩ đến quan ninh lại lợi hại như thế ta nguyên bản chỉ là giả thổi không nghĩ thật thổi a à. nội tâm của hắn khổ cực hô to a di đà phật liền tại lúc này có một đạo pháp danh vang lên nương theo lấy bây giờ từ phía trước phật đường có một người đi tới đây là một vị lão tăng bạch mi mặt nhăn hắn khoác lấy áo cà sa, tay nâng Phật Châu, thần thái hiền hòa. Gặp qua phương trượng. Đại sư. Gặp hắn đi ra, đông đảo hòa thượng tăng nhân bận biểu ân cần thăm hỏi, dù là những quan viên kia cũng không ngoại lệ. Hắn liền là hàng sơn tự chủ trì, pháp danh đạo tính. Thân thể là quốc tự phương trượng, địa vị hắn không tầm thường, đồng thời hắn đại đệ tử huyền tâm liền tại long cảnh đế bên người, được xưng là hắc y tể tướng. Có cái tầng quan hệ này, người nào lại dám lãnh đạm? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạo tính đi vào quan ninh trước mặt thí chủ dù chưa nhập không cửa lại phật pháp tinh thâm tuệ căng sâu nặng vừa mới nói đại thừa phật pháp càng là tinh diệu vô cùng bần tăng bội phục không thôi thí chủ chính là phật sư hắn thanh âm già nua truyền lại để cả đám càng là kinh nghi vạn phần phật sư quan ninh cuối cùng vẫn là kinh động vị này liền ngay cả chủ trì phương trượng đều nói ra lời như vậy đây là vì hắn chính tên mà quan ninh lại đột nhiên khẽ giật mình hắn gặp qua vị này phương trượng liền tại ngày trước hắn mang theo tuyên ninh cùng tiếp giao đến hàng sơn tự, lúc đó cho các nàng đoán xâm liền là hắn. Phương trượng tự mình đoán xâm. Cái kia. Phanh. Lúc này trước mặt tuệ tâm pháp sư đột nhiên quỳ xuống, đánh gãy hắn suy nghĩ. Trí giả thu lưu, tuệ tâm nguyện bái trí giả vi sư, đi theo học tập đại thừa Phật Pháp, vì tung hô Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Hắn đối quan ninh đã từ thí chủ chuyển biến làm trí giả, đồng thời yêu cầu thu đồ đệ, nguyện bái vi sư. Cái này. Tuệ Tâm Pháp Sư muốn bái quan Thế Tử Vi Sư. Ta không có nhìn lầm đi. Ngươi không có nhìn lầm, đây là thật, đây không phải mộng. Người người kinh nghi tới cực điểm, miệng mong Đại Trương có thế nhét một quả trứng gà tiến vào. Tuệ Tâm Pháp Sư, thế nhưng là tại toàn bộ Đại Lục đều có cực kỳ lớn tiếng tên, hắn là Phật môn thiên tài, trí tuệ vô song, pháp biện Đại Lục không người có thể địch, được vinh dự đương thời Phật tử. Nhưng hắn bây giờ lại muốn bái quan Ninh Vi Sư. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai có thể tin tưởng cái kia Quang Ninh liền là Phật tử sư Hôm nay chấn kinh thực tại quá lớn Một đợt tiếp theo một đợt Cùng bên cạnh ta Bái ta làm thầy Quang Ninh thần sắc ngạc nhiên, lập tức hỏi Vậy ngươi có thể làm gì sao Hắn cũng không muốn mang theo một tên hòa thượng Theo bên người cả ngày niệm kinh, phiền đều phiền chết Ân Lời này nhưng lại là để người bên ngoài trợn mắt hốc mồm Tuệ tâm pháp sư đều muốn bái ngươi làm thầy Ngươi lại hỏi có hữu dụng hay không Liền loại lời này nói hết ra Ta hoài nghi ngư tại Versailles, cũng không có có chứng cứ. Tuệ tâm Pháp Sư không chỉ Phật Pháp tinh thâm, cùng lúc hắn vẫn là một cái võ tăng, hắn võ đạo thực lực cùng hắn tu Phật một dạng thiên phú trắc tuyệt, hai năm trước cũng đã là thượng phẩm vũ nhân, hiện nay chỉ sợ càng là thâm bất khả trắc. Có dạng này người theo bên người, tuyệt đối là tốt nhất hộ vệ. Tuệ tâm Pháp Sư nhất định sẽ cứ thế từ bỏ bái sư, đổi ai cũng chịu không được. Vậy mà hắn lại trấn nặng nói, ta vẫn là có chút khí lực, có thể giúp trí giả làm chút việc vặt vảnh, đồng thời tuệ tâm pháp sư ngươi đây là tống thừa đi tới tuệ tâm là hắn mang đến bây giờ lại muốn lưu lại không mang được về cái này gọi cái gì sự tình tại ngụy quốc hắn đều là được vinh dự nhân vật thiên tài lại bái cái này quan thế tử vi sư ngụy quốc thể diện ở đâu hắn đến đây vốn là xem đại khang trò cười đây không phải thành trò cười tống đại nhân bần tăng vì truy tìm đại thừa phật pháp muốn lưu tại trí giả bên người bởi vì mà không thể lại về đại ngụy hắn trực tiếp mở miệng ngữ khí kiên định quen biết tức là hữu duyên ngươi cùng ta có duyên cũng được ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa quan ninh thản nhiên nói có thể thu ngươi làm đồ cùng ở bên cạnh ta học tập đại thừa phật pháp sư phó ở trên thụ đồ nhi cúi đầu tuệ tâm pháp sư nghe vậy sắc mặt đại hỷ trực tiếp quỳ bái làm sư lễ ngươi tống thừa sắc mặt khó coi hắn có thể nhìn ra quan ninh là cố y vốn đang do dự có thể tại hắn tới lúc lại đột nhiên đổi giọng quá đáng giận bất quá chỉ là hắn cũng không thể không thừa nhận vị này quan thế tử sát thực cực có phong độ đưa ngươi một trận tạo hóa người khác ai dám nói ra lời như vậy hắn biết rõ đã không có cách nào tuệ tâm pháp sư đã nhận định cũng được vậy ngươi theo tại quan thế tử bên người học tập phật pháp hắn nói lấy lại chuyển hướng quan ninh kẻ hèn này ngụy quốc chủ sử tống thừa hôm nay thấy quan thế tử phong thái quả thật chuyện may mắn nguyên lai là tống đại nhân thất kính thất kính quan ninh tự nhiên biết rõ thân phận của hắn bằng không thì cũng sẽ không lâm thời chuyển y muốn mượn lấy tuệ tâm ép đại khang hiện tại là ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo bất quá cái này tuệ tâm xác thực không giống nếu có thể ở bên người thế nhưng là trung thành hộ vệ y nghĩa trọng đại học tập đại thừa phật pháp học tập quan thị phật pháp đi suy nghĩ tránh qua quan ninh nhìn còn quỳ trên mặt đất tuệ pháp sư mở miệng hỏi nói trước ngươi nhưng có sư thừa gia sư nhiều năm trước đã viên tịch đã bái sư phó Vậy vi sư liền muốn vì ngươi lấy tân pháp hào. Chương 202, pháp điện kết thúc, giả thổi trở thành sự thật nâng. Muốn đem hắn biến thành người một nhà, đầu tiên muốn gãy hắn cùng quá khứ liên hệ, đổi pháp danh liền là bước đầu tiên. Quan Ninh nghĩ đến mở miệng nói, đại thừa Phật pháp cho rằng tính không giả hữu, chủ yếu liền tại một cái không chữ, bởi vì mà vi sư liền ban thưởng ngươi pháp danh vì ngộ không. Ngộ không? Hết thảy đều là thành không. Nghe vậy, Tuệ Tâm bận biểu nói, tạ sư phó ban thưởng pháp danh. Tuệ Tâm a, không, hẳn là ngộ không. Quang Ninh mở miệng nói, đứng lên đi. Vâng. Hắn đứng lên đến. Từ đó sau này, danh mãn thiên hạ Phật tử tuệ tâm không có, mà là trở thành Quang Ninh khai sơn đại đệ tử ngộ không. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Xung quanh tiếng hoang hô, liên tiếp. Đối với Quang Ninh tán dương càng sâu. Hắn không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Tiết đại nhân, Quang Ninh thật làm đến. Lễ bộ thượng thư viên văn bác mở miệng nói, nói cách khác hắn trực luân phiên lục bộ khảo hạch hoàn thành. Tiết hoài nhân không nói gì. Vốn là pháp biện, có thể tuệ tâm pháp sư đều thành quan ninh đồ đệ. Nếu như đây là một trương bài thi, vậy hắn chẳng những đáp mát điểm, còn siêu cương hoàn thành. Ai cũng tìm không ra mau bệnh. Tiết hoài nhân mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại một mảnh đắng chắc. Trước đó đối quan ninh nâng giết, phản mà thành tựu hắn. Nhìn xung quanh reo hò đám người, từ rầy về sau quan ninh thanh danh sẽ đạt đến đỉnh điểm. Lục bộ trực luân phiên, hắn đã cầm tới toàn bộ ưu bình kế thừa trấn bắt vương vị đã là chắc chắn người nào cũng không thể ngăn cản cho dù là bệ hạ cũng không được quân vô hí ngôn với lại như lại tìm lý do ngăn cản sôi nhảy dân tâm cũng sẽ không đáp ứng thất bại kết quả này ai có thể nghĩ đến hắn thật chẳng lẽ là một cái toàn tài a à? quan thế tử quan thế tử xung quanh cùng tiếng vang lên liên tiếp kẻ này tuyệt đối sẽ trở thành ngụy quốc đại địch thấy cảnh này Tống thừa nội tâm nghĩ đến. Tống đại nhân, không biết chúng ta cái này đại khang nhân kiệt như thế nào. Lúc này tiết hoài nhân đi tới. Quang Ninh đã hoàn thành, đồng thời biểu hiện tốt đẹp, lúc này theo đó cho mượn chi khoe khoang, chèn ép ngụy sứ khí diễm. Đúng là nhân kiệt. Tống thừa mở miệng nói, trấn bắc vương phủ sau kế có người, lại có mấy năm, sợ lại là quan trọng sơn một dạng nhân vật. Nội tâm của hắn còn có câu nói không nói. Thậm chí là so quan trọng sơn còn lợi hại hơn. Bởi vì quan trọng sơn cũng không có có thông qua lục bộ trực luân phiên khảo hạch. Quan trọng sơn là soái tài, mà quan ninh là toàn tài. Cuối cùng nhất lễ bộ khảo hạch đã thông qua, mấy ngày nữa quan ninh liền sẽ chính thức kế thừa trấn bắc vương vị, tống đại nhân có thể chờ tham gia qua sau lại đi. Tiếp hoài nhân cố y chế nhạo. Đến cũng thật nhiều ngày, nên đi. Tống thừa sắc mặt mất tự nhiên. Mang đến tuệ tâm pháp sư đều bị đào đi, còn có cái gì mặt mũi ngốc xuống dưới. Mấu chốt là, hắn phải nhanh trở về báo cáo tình huống đại khang khả năng lại xuất hiện một cái nhân vật lợi hại. Ngụy quốc ăn qua quan trọng sơn thua thiệt. Hai nước liền nhau, tự nhiên sẽ có không ngừng ma sát, từng cũng phát sinh qua chiến sự. Lúc đó quan trọng sơn mang theo trấn bắc quân đến chiến trường, một trận chiến đặc vững thắng lợi. Ngụy quốc từ đó kiên kỵ, lại không có bốc lên chiến tranh. Bây giờ quan trọng sơn xảy ra chuyện, trấn bắc vương phủ suy sụp, hắn đến tìm hiểu tin tức, có thể lại đi ra một cái quan ninh. Đại khang triều đình để hắn lịch luyện, hắn thụ vạn thiên tôn sùng, nếu để hắn trưởng thành đứng lên hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tống thừa không biết hắn nhìn thấy kỳ thực đều là giả tượng là trời đưa đất để làm sao mà tạo thành tiết hoài nhân tự nhiên không biết hắn suy nghĩ tuy nhiên hắn cùng quang ninh là thù địch nhưng giờ phút này tại tống thừa trước mặt cũng rất có mặt nên trở về đến bẩm báo không biết bệ hạ biết rõ tin tức này nên có dạng gì lửa giận ai tiết hoài nhân sinh ra một loại cảm giác bất lực không phải hắn làm không được vị là quan ninh quá khiến người ngoài y. Bên này người người tâm tư dị biệt. Mà giờ khắc này quan ninh chính cùng hàng sơn tự chủ trì phương trượng đạo tính giao lưu. Hắn nghĩ tới là cái kia càng thi vụ án. Nếu như dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, có thể trực tiếp biết rõ khách hành hương ngày sinh tháng đẻ, liền có thể là hung thủ. Có thể y nghĩ này cực kỳ lớn gan. Đạo tính phương trượng ở kinh thành cực có danh vọng, từ long cảnh đế kế vị, hắn liền là hàng sơn tự phương trượng, thẳng đến hiện tại. Quan thế tự như có thời gian, có thể hay không đến hàng sơn tự tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Đạo tính nhìn Quang Ninh hỏi. Lại nói a à. Quang Ninh biết rõ, chỉ là dùng để trang bức, đến thật hắn còn không được. Đại sư gặp lại, không chừng ta qua mấy ngày liền đến. Quang Ninh khoát khoát tay. Hắn lưu tâm nhãn, có lẽ vì vụ án kia sẽ lại đến hàng sơn tự. Pháp điện chính thức kết thúc. Tại một mảnh tiếng hoang hô bên trong, Quang Ninh rời đi, ngộ không tên đồ đệ này tự nhiên cũng là đi theo. Hắn muốn về đến báo tin vui tuyên ninh công chúa đang ở nhà bên trong chờ lấy tin tức. Lục bộ trực luân phiên khảo hạch toàn bộ kết thúc, hắn lập tức liền phải thừa kế trấn bắt vương vị, trong phủ tự nhiên muốn đại khánh một phen. Nhân vật chính rời đi, lần lượt tan cuộc. Kết quả này cũng rất nhanh truyền khắp trên kinh thành. Thành dân bách tính reo hò không thôi, như thế cử hành đựng ngày lễ lớn. Quan thế tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Có người hoan hỷ có người buồn. Mà trước đó cái kia chút âm thầm vận hành nâng giết quan ninh người đều mộng bức nâng giết trở thành sự thật nâng. Bọn họ thực thực tại đang trợ giúp đến Quang Ninh, thành vì trợ lực lớn nhất. Ngạc quốc công phủ. Đoạn án nhìn sắc mặt khó coi nhi tử đoạn hòa ngọc. Phụ thân, thế nào xử ly A, à? hiện tại là đâm lao phải theo lao, ta. Ta. Hiện tại. Hắn khó chịu. Quang Ninh thật làm đến trình độ như vậy. Đúng vậy A. À. Đoạn án khuôn mặt vạn vẹo, hai cha con không có sai biệt. Tiết phủ. Tiết khánh thân thể tim run rẩy sắc mặt ngai trệ nỉ non với. Miệng ta có như thế Linh A. Thật đúng là nói trúng. Ta. Xong. Phụ thân tức giận tất nhiên lại sẽ đem ta xuất khí, này quan ninh thực tại quá tà môn. Túy hoa lâu. Dịp vô song mềm mại khuôn mặt chói lọi. Không hổ là ta chọn trúng người, quả nhiên không có nhìn lầm. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tiết hoài nhân cung lấy thân eo trầm giọng nói, đây chính là toàn bộ tình huống. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn hắn sắc mặt. Thần có tội, là thần trước đó phán đoán sai lầm, chẳng những không có đưa đến áp chế tác dụng, ngược lại. thật lâu, long cảnh đế mới là mở miệng, cho quan tử an gửi thư tín để hắn mau trở về thượng kinh, cử hành thụ phong nghi thức, cùng quan ninh kế thừa trấn bắc vương vị cùng lúc cử hành. vâng. tiết hoài nhân biết rõ bệ hạ đã nhận kết quả này, hắn không có cách nào không nhận. lúc trước đưa ra yêu cầu là hắn, chỉ cần quan ninh có thể hoàn thành lục bộ trực luân phiên, liền có thể kế thừa vương vị. hiện tại quan ninh hoàn thành cho nên cũng chỉ có thể khai thác một bộ khác phương án. Tại quan ninh kế thừa vương vị phía sau, chính thức thụ phong quan tử an. Đây là để thể hiện rõ. Quan ninh dù là kế thừa vương vị, cũng chỉ là một cái hư danh. Phương Bắc đã giao cho quan tử an. Trấn Bắc vương phủ sẽ từ quan tử an thay thế. Suy nghĩ tránh qua. Tiếp hoài nhân hỏi, thần nghe nói lính mới thành lập, cũng không có dựa theo 500.000 binh lực biên chế, mà là 300.000, trước đó không phải muốn dựa theo quan ninh đưa ra phương án A cùng mang hoang có đình chiến hiệp ước. Có thể đó cùng ước có thể bảo trì bao lâu, cũng không xác định. Đây không phải ngươi nên quan tâm, lui ra đi. Vâng. Tiếp hoài nhân nội tâm rung động, mau chóng rời đi. Cũng tại hắn sau khi đi. Long cảnh đế hai tay đột nhiên vỗ lên bàn, hắn sắc mặt chia làm khó coi. Chương 203, tu hú chiếm tổ chim khách. Bệ hạ. Cũng tại lúc này, từ màn sau có một người mặt hắc sắc tăng bào hòa thượng đi tới, hắn chính là huyền tâm. Tại Đại Khang, nhất được long cảnh đế tín nhiệm không phải thủ phụ cũng không phải thứ phụ cũng không phải nội các cái nào đại thần mà là vị này bởi vì rất nhiều bí ẩn sự tình khả năng người khác không biết nhưng huyền tâm đều biết quan ninh hắn lại một lần nữa để trẫm ngoài y muốn lại một lần nữa vượt quá trẫm đoán trước long cảnh đế thở sâu khôi phục lại bình tĩnh tại long án giật xuống xác thực khiến người ngoài y a à. huyền tâm thở dài nói kẻ này đơn giản liền là yêu nghiệt đúng vậy a à, tại gian nan như vậy dưới điều kiện hắn vẫn như cũ làm đến hiện tại hắn đã có thành tựu bên ngoài danh vọng như mặt trời giữa trưa chỉ có thể để hắn kế thừa vương vị lòng cảnh đế thanh âm bên trong mang theo không cam lòng hắn muốn duy trì hắn đế vương uy nghiêm quân vô hí ngôn nhất là đối với chuyện như thế này càng không thể tùy y cải biến bất quá còn tốt phương bắc sáu châu quan viên đã bị thay đổi bắt đầu chỉnh đốn tiêu trừ trấn bắt vương phủ ảnh hưởng huyền tâm mở miệng nói quan tử an cũng bị đến đỡ đứng lên có thể thay thế cái kia quan ninh nên như thế nào xử lý? Bỏ đi không cần, đem hắn ném xa xa. Huyền tâm mở miệng nói, đến nỗi đến đâu, lại tổng cộng tổng cộng. Cũng chỉ có thể dạng này. Long cảnh đế mở miệng nói, lại để cho hắn lưu ở kinh thành, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vĩnh ninh một mực tại cung bên trong đi. Tại, mới vừa rồi còn nhìn thấy. Chờ quan tử an đến, liền đem vĩnh ninh tứ hôn cho hắn. Long cảnh đế nói lấy, lại hỏi, chuyện kia, không có cái gì đi. Sẽ không, ta đã gặp qua sư phụ ta, với lại gần nhất bởi vì vô già đại hội sự tình, cũng bị đè xuống đến, không ai chú ý. Vậy là tốt rồi. Long cảnh đế âm thanh lạnh lùng nói, nói cho sư phó ngươi, lần sau cẩn thận một chút, xử lý càng sạch sẽ điểm, trẫm không hy vọng lại có dạng này sự tình phát sinh. Vâng. Huyền tâm đáp lại. Mà giờ khắc này. Quang Ninh đã về đến phủ, lại ngoài y muốn phát hiện, tuyên ninh vậy mà không tại. Nàng đến cái nào? Không phải nói tại trong phủ chờ tin tức A quan ninh hỏi lấy tiểu hương không biết chúng ta không có chú y tiểu hương mở miệng nói phủ bên trong rất nhiều người đều theo ngài đến hàng sơn tự chúng ta mấy cái tại hậu viện bận rộn có lẽ là hồi cung đi trước kia công chúa cũng thường xuyên dạng này tốt a à. quan ninh lắc đầu cái này cái gì người lại là không chào hỏi liền rời đi không phải đã nói sẽ tại phủ chờ lấy hắn còn hứng thú bừng bừng trở về cho các ngươi giới thiệu một chút vị này là ngộ không là đồ đệ của ta sau này liền tại chúng ta trong phủ quan ninh cho trong phủ giới thiệu lấy cho hắn lên dạng này pháp danh hoàn toàn là quan ninh ác thú vị nhiều như vậy có y tứ đại thừa phật pháp coi trọng liền là nhập thế tu hành ngươi không muốn bài xích theo gặp mà an tôi luyện tính cách là sư phó ngộ không chân thành nói hiện tại hắn đối Quang ninh lời nói chia làm nghe theo nhưng hắn nhưng lại không biết quan ninh chỉ là nói bừa thế tử ban đêm muốn ăn mừng đi liền tại trong phủ sao Ngô quản gia tới hỏi. Ân, liền chính chúng ta người ăn mừng là được. Trong lòng của hắn còn có lấy oán trách, như thế trọng yếu thời điểm tuyên ninh thế nào liền hồi cung. Bất quá rất nhanh hắn liền hoàng mỹ nghĩ cái này. Bởi vì có chúc mừng người đến. Trực luân phiên lục bộ kết thúc, hắn đem kế thừa trấn bắt vương vị, từ đó sau này thân phận hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới là quan trọng. Lại lấy hắn bây giờ uy vọng, sau này tại đại khang tất nhiên có một tịch chi địa, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là triều đình quan viên, rất nhiều dân chúng đều từ dây cột tóc lấy quà tặng đến đây, đơn giản đông như trễ hội. Nghe nói phát điện kết thúc, Ngụy quốc sứ thần liền xám xịt rời đi. Quang Ninh vì đại khang tranh thể diện. Cái này khiến hắn bùi ngùi mãi thôi. Sơ vừa tới thượng kinh lúc, hắn liền tại trấn Bắc Vương phủ tổ trạch, có thể không người hỏi thăm, thủy chung lãnh lãnh thanh thanh. Hiện tại hắn khác ở tại nhà nhỏ, người đến chơi nối liền không dứt. Điều này nói rõ cái gì? Hắn trưởng thành. Đến thượng kinh đã có hơn nửa năm, hắn cuối cùng đứng vững gót chân, cũng đem nguyên bản thuộc về chính mình vương vị cầm về người đến chơi rất nhiều nhất làm cho y hắn bên ngoài là liền ngay cả lịch thư lang phụ thân nội các đại thần lịch tu đều tự mình tới lịch đại nhân trong lúc cấp bách có thể tới thật sự là vạn phần vinh hạnh cùng ta liền không cần phải nói lời khách sáo lịch tu mở miệng nói ta đến là có chuyện muốn đề cập với ngươi tỉnh để ngươi có chút chuẩn bị nhanh quang ninh đến nội sảnh ngồi xuống nhìn trấn nặng trình độ hẳn là sẽ không là chuyện nhỏ qua mấy ngày quan tử an sẽ đến thượng kinh tiếp nhận thụ phong đến lúc lại tuyên bố an bắt quân chính thức thành lập quan ninh hơi biến sắc mặt lịch tu hỏi khả năng có chút đường đột nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi quan tử an xem như ngươi nghĩa huynh quan hệ giữa các ngươi như thế nào ta chỉ có thể cùng ngài nói bốn chữ quan ninh trầm giọng nói tu hú chiếm tổ chim khách minh bạch lịch tu mở miệng nói điều này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm lúc trước trấn bắc vương xảy ra chuyện mà ngươi cái kia lúc biểu hiện lại tạm được bệ hạ liền đem quan tử an đến đỡ đứng lên. Ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc nếu bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Quan Ninh gật gật đầu. Hắn hiểu được là y gì. Kỳ thực hắn biết rõ cấp độ càng sâu đồ vật. Long cảnh đế liền là mượn lấy phụ thân hắn xảy ra chuyện thời cơ, thừa cơ suy yếu trấn Bắc Vương. Có thể trấn Bắc Vương phủ truyền thừa nhiều như thế năm, đội tình thâm hậu, tùy tiện tước bỏ thuộc địa sở gây nên rất lớn bắn ngược. Cái này hiện ra Long cảnh đế chỗ lợi hại hắn tại tước bỏ thuộc địa cùng lúc lại đến đỡ lên quan tử an quan tử an vốn là cha hắn thu một cái con nuôi nhiều như thế năm trôi qua tại rất nhiều trong mắt người quan tử an đại biểu cũng là trấn bắc vương phủ dạng này liền lắng lại phương bắc rất nhiều vấn đề chỉ có quan ninh biết rõ quan tử an căn bản chính là long cảnh đế tìm đến một cái vật thay thế tu hú chiếm tổ chim khách không có chút nào vì qua tại quan trọng sơn xảy ra chuyện sau quan tử an cấp tốc cầm quyền hiển lộ giả tâm trắng trận thanh tẩy cũng tại lúc này hắn được vời đến thượng kinh, cái này không thể nghi ngờ cho quan tử an sáng tạo tuyệt hảo thời cơ. Hết lần này tới lần khác chính mình phải thừa kế trấn bắt vương vị, lại triệu quan tử an đến thượng kinh thụ phong. Cái này y gì? Bất quá lần này vừa vặn có thế cùng quan tử an gặp mặt. Hắn ngược lại là chờ mong một ngày này thật lâu, chỉ sợ quan tử an tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình có thế trưởng thành đến nay. Suy nghĩ tránh qua. Quan Ninh lại hỏi, An bắt quân dựa theo 500.000 biên chế thành lập, còn có 10 vạn quân dự bị, nhanh như vậy liền hoàn thành. Không có theo 500 ngàn, mà là 300 ngàn. 300 ngàn. Quang Ninh kinh ngạc hỏi, không là dựa theo ta định phương án chấp hành sao? Lịch tu nói, còn lại đều theo ngươi phương án, duy chỉ có nhân số biên chế không có áp dụng. Tại sao? Phái quốc công đề nghị, bệ hạ cho phép. Hồ đồ. Quang Ninh mở miệng nói, 30 vạn người đủ được hay sao? Chờ mang hoang tấn công vào, căn bản là không có cách ngăn cản, đến lúc đó liền là tai nạn chúng ta cũng dựa vào lý lẽ biện luận, có thể đã thành kết cục đã định. Lịch tu mở miệng nói, bệ hạ tự hồ rất tín nhiệm quan tử an, nói có quan tử an, tất nhiên có thế chế tạo ra thứ hai chi trấn bắt quân. Chỉ bằng hắn. Quan ninh thần sắc kinh thường tới cực điểm. Chương 204, đột nhiên mất tích tuyên ninh công chúa. Trấn bắt quân cũng không phải có thể thời gian ngắn huấn luyện ra, mà là trải qua thời gian dài đánh ra đến. Vị này nghĩa huynh thật sự là khẩu khí thật là lớn. người chế định phương án là vô cùng tốt, nhưng chính thức chấp hành đứng lên lại có vấn đề lịch tu thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ còn có vấn đề quang ninh nhíu mày liền là ngươi đưa ra quân trung chế lịch tu trầm giọng nói quân trung chế để những người kia nhìn thấy chỗ tốt nguyên bản đến mang hoang rất nhiều quân đội cũng không nguyện y đến hiện tại cũng đoạt lấy đến ta lo lắng cuối cùng quân đội tính chất sẽ biến binh lính sẽ bị nghiền ép thành sức lao động cuối cùng lực chiến đấu đánh mất đến lúc đó đều tiến tư nhân túi quân phí còn cần triều đình ra quang ninh nao nao mang hoang trực diện chiến sự, bọn họ cũng dám làm như vậy. Quân đội vẫn luôn thế gia quy tộc nắm giữ, bọn họ có cái gì không dám làm. Lịch tu mở miệng nói, kỳ thực các ngươi trấn Bắc Vương cũng thuộc về hắn liệt, hơn nữa là thế gia lớn nhất, chỉ là không cùng thông đồng làm bậy, cho nên mới bị bài xích. Ai? Quang Ninh thấp thở dài. Dạng này là sẽ xảy ra chuyện, ta làm ra phương án, hoàn toàn là từ thực tế xuất phát, bọn họ tùy y cải biến, giảm bớt đi nhiều. Hắn không muốn nói thêm, bởi vì không có bất cứ ý nghĩa gì, đến lúc đó tự sẽ có quả đắng hiển hiện. Tốt, vậy ta liền đi. Lịch tu đứng lên đến. Cái này muốn đi sao? Ân, ừ, thật sự là công vụ bề bộn. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là không có nói ra. Kỳ thực hắn còn có một việc muốn nói cho quan ninh, liền là bệ hạ chuẩn bị đem vĩnh vinh công chúa tứ hôn cho quan tử an. Đây là hắn nữ nhi lịch thư lan dặn dò. Hắn đại khái giải quan ninh tính cách, biết rõ phía sau tất nhiên sẽ nháo sự. Lập tức liền phải thừa kế vương vị, lại không có thế ra yêu thiêu thân. Hắn nghĩ đến, vẫn là chưa hề nói. Lại qua hai ngày, Long Cảnh Đế hạ chỉ, bởi vì quan ninh trực luân phiên lục bộ đều là được ưu đẳng, đem chính thức kế thừa trấn bắc vương vị, với bảy ngày sau cử hành nghi thức. Việc này thông báo, ở Kinh Thành gây nên một mảnh sôi nhảy. Quan ninh chính vào thanh danh cường thịnh thời khắc, hắn tại Hàng Sơn tự phát biện sự tích tại truyền bá phía dưới, bị vô hạn phóng đại, thụ vô số sùng bái. Quan thế tử kế thừa trấn Bắc vương, thực chí danh quy trấn bắc vương phủ sẽ không suy sụp ngược lại còn sẽ như trước kia trở thành đại khang trụ cột thành dân bách tính hưng phấn dị thường bọn họ hoàn toàn đem cái này xem như là ngày lễ đến ăn mừng đây vốn là cực sự tình tốt có thể quan ninh lại vui vẻ không nổi đến bởi vì tuyên ninh công chúa mất tích bắt đầu cho là nàng là hồi cung quan ninh cũng không có quá để y trước kia tuyên ninh thường xuyên không chào hỏi có thể qua mấy ngày vẫn như cũ không có tin tức quan ninh liền đến cung bên trong hỏi thăm tuyên ninh cũng không trở về cung, mọi người căn bản là không có có gặp qua. Chưa có trở về cung, lại không biết tung tích. Cái này có thể đi nơi nào? Quang Ninh bắt đầu tìm kiếm, hắn phát động rất nhiều người, thậm chí đến kinh triệu phủ để quan phủ người tìm, vẫn như cũ không có tìm được. Vốn nên là vui khánh, nhưng trong phủ lại một mảnh yên lặng, mỗi người đều mặc cũ mày trao. Thế tử, ngài phạt chúng ta đi, muốn không phải chúng ta ngày đó. Có lẽ liền biết công chúa đến cái nào. Mấy cái thị nữ chủ động tội cùng các ngươi không quan hệ. Quang Ninh khoát khoát tay, thanh âm trầm thấp. Có khả năng hay không là công chúa chính mình rời đi? Cận Nguyệt mở miệng nói, nhưng lại rất nhanh phủ định. Người ở bên ngoài xem ra, công chúa cùng thế tử quan hệ rất tốt, tương đối thân mật, với lại hiện tại cũng phải thừa kế vương vị, nói cách khác, nàng lập tức liền muốn trở thành vương phi. Trên thực tế bên ngoài đã có người bắt đầu nói, tuyên ninh công chúa trời đưa đất để làm sao mà, lúc đầu gả cho phế phẩm thế tử, lại thành vương gia. Lúc này nàng thế nào sẽ rời đi? quan ninh lại nao nao có khả năng này sao trước đó hắn liền mơ hồ phát hiện tuyên ninh khác thường nàng đối với mình ôm nhu quan tâm đồng thời còn phát sinh quan hệ thân mật nàng tại sao muốn rời khỏi hoàn toàn không có có đạo ly quan ninh không nghĩ ra thế tử mạc ti thủ đến lúc này ngô quản gia lĩnh lấy mạc tuyên tiến vào quan ninh tìm qua mạc tuyên hỗ trợ nàng vốn là bên trong thể chế người dễ dàng hơn một chút mạc tuyên mềm mại khuôn mặt mang theo chút vẻ mệt mỏi nàng mở miệng nói tạm thời không có tin tức, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tuyên ninh công chúa lá ngọc cành vàng, nàng không có việc gì, lại không người dám gia hại, có lẽ nàng chỉ là gia hại. Quang ninh đột nhiên khẽ giật mình. Hắn hỏi, ngươi ra cái kia càng thi án tiến triển nó dạng này. Vụ án phức tạp hơn, ngày hôm trước lại phát hiện ba bộ càng thi. Lại phát hiện ba bộ. Vâng. Mạc tuyên giải thích nói, ngoại ô có một chỗ hoang viện, có năm sáu lưu lãng người tại cái kia thường ở lấy, trong sân phát hiện thi thể, rồi mới báo án. Ngươi trước bận biểu ngươi sự tình, không cần quan tâm vụ án. Nàng lại bổ sung một câu. Quang Ninh mở miệng nói, nói cách khác đã phát hiện chính cổ thi thể. Vâng. Xác nhận thân phận sao? Hai lần chung xác nhận năm người thân phận. Có cái gì điểm giống nhau? Niên kỷ 14 đến 20 tuổi hoa quy thiếu nữ, xuất thân đều tập trung tại tam nguyên tiết. Mạc Tuyên không biết tại sao Quang Ninh hỏi cái này sao cẩn thận, bất quá nàng vẫn là giải thích nói, trước đó suy đoán không sai, vụ án này người bị hại, khả năng xa không chỉ chính người này, thậm chí, chỉ bất quá hiện tại không có phát hiện, căn cứ thống kê ra người mất tích số, có 37 người, phù hợp hung thủ đặc trưng. Đột nhiên ly kỳ mất tích, không có tin tức, không có có manh mối. Mạc Tuyên nói lấy, sắc mặt đột nhiên trở nên vi diệu đứng lên. Tuyên Ninh công chúa cũng là đột nhiên mất tích. Nàng xem lấy Quang Ninh. Quang Ninh trầm giọng nói, Tuyên Ninh liền là tại Tết Nguyên Tiêu cùng ngày xuất sinh. Cái gì? Mạc Tuyên mềm mại khuôn mặt thất sắc, nỉ non nói, ngươi là phỏng đoán điều đó không có khả năng đi. Không nhất định, chí ít từ vụ án bên trên suy đoán đã cùng ngộ hại hung thủ nhất trí. Có thể. Nàng là công chúa A. Hung thủ tất nhiên là phát rồ, hắn có thể tàn nhẫn đem người huyết trúc khô, người cảm thấy sẽ quan tâm cái gì thân phận A. Thế nhưng là. Không có cái gì thế nhưng là. quan Ninh trầm giọng nói, tuyên Ninh mất tích, ta đã tìm lượt cơ hồ sở hữu nàng khả năng tại địa phương, cũng không có có tìm được. Hiện tại có khả năng này, cho dù là một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ không để qua, vạn nhất đâu. Vạn nhất nàng thật ngộ hại đâu. Bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau, nghe là như lọt vào trong sương mù. Thế nào đột nhiên liền chuyển tới vụ án bên trên. Thế tử, tuyên ninh công chúa thật có khả năng ngộ hại. Cận nguyệt thần sắc khẩn trương, những người khác cũng đồng dạng. Không biết, ta chỉ biết là ta không thể không động với Trung, ta nhất định muốn tìm tới nàng. Quang Ninh đứng lên đến. Từ giờ trở đi ta cùng ngươi cùng nhau tra án, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem vụ án này phá được. Quan Ninh trầm giọng nói, lui một bước nói, ra ra chân tướng phát hiện Tuyên Ninh cũng không có ngộ hại, hoặc cùng vụ án này không quan hệ, cũng có thể yên tâm phải không? Ân, ừ, như thế nói cũng đối. Mặt Tuyên lại bổ sung, tại cái này cùng lúc cũng muốn tiếp tục tìm kiếm. Ân. Ừ. Hai con đường, cùng lúc tiến hành. Đến đêm ngộ không tìm đến, ta có việc giao phó. Chương 205, nghiệm chứng phỏng đoán. Đã từng tuệ tâm pháp sư, hiện tại ngộ không, bá sư sau này liền cùng tại quan ninh bên người, quan ninh theo thời gian nói vài lời kiếp trước thiền ngữ lại biên vài câu nói dối liền đem hắn hốt du thiên hoa loạn trụy hắn học cũng không phải đại thừa phật pháp mà là quan thị phật pháp sư phó chuyện gì vi sư có việc cần ngươi đi làm ngươi lập tức đến hàng sơn tự hắn nhỏ giọng giao phó cũng không để cho người khác nghe được đây là một lần lịch luyện cũng là một lần thảo nghiệm là sư phó ta sẽ làm tốt ngộ không lập tức rời đi ngươi thế nhưng là tìm một cái hảo đồ đệ Mạc Tuyên thần sắc cổ quái nhìn hắn. Đi thôi, đến tra án. Quang Ninh mở miệng nói, ta liền lấy đốc bộ ti ngoại xính cố vấn thân phận tham gia cùng, không có vấn đề đi. Hắn đã không phải là đốc bộ ti người, theo bình thường thủ tục là không có tư cách tham gia cùng tra án, nhất là loại này nặng đại án kiện. Cố vấn. Quang Ninh lúc này giải thích cố vấn y tứ. Không có vấn đề. Mạc Tuyên rất sung sướng đáp lại. Đi thôi. Quang Ninh giao phó lão ngô tiếp tục phái người tìm kiếm phía sau liền theo mặt tuyên đến đốc bộ ti. Trước xem hồ sơ, lại nhìn thi thể. Hồ sơ cũng không không có cái gì xem, kỹ càng trải qua quá quan thà cũng biết, hắn chủ yếu muốn nhìn là thi thể. Đình thi phòng. Chính cổ thi thể sắp hàng chỉnh tề. Không có chút nào hư thối vết tích, nhưng lại phá lệ làm người ta sợ hãi, bởi vì đều là càng thi. Quan Ninh cố nén lấy không thích hợp tới gần nhìn kỹ. Quanh thân u ám, da thịt khô héo thiếp xương, bụng trũng, chỉ là bảo trì nhất cơ bản hình người, so thường quy thi thể càng khủng bố hơn. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trải qua ngộ tác nghiệm thi xác định, các nàng huyết dịch đều bị rút khô, cho nên có thể lấy loại trạng thái này bảo trì xuống tới. Mạc Tuyên ở bên cạnh giải thích lấy. Sau đó phát hiện cái kia ba cổ thi thể trong miệng cũng có hồng đậu sao? Có. Quang Ninh mở miệng nói, ta biết tại sao thi thể trong miệng sẽ bị để đặt hồng đậu. Ta cũng biết. Mạc Tuyên hiển nhiên cũng làm qua không ít điều tra. Nếu như theo thuyết pháp này, hung thủ sẽ là hòa thượng chí ít cũng cùng hòa thượng có quan hệ tại người chết trong miệng để đặt hồng đậu chỉ có người trong phật môn mới sẽ như thế làm quan ninh nói lấy rồi mới mở miệng nói đi thôi đi nơi nào đi chết người trong nhà điều tra viếng thăm khách đến mất tích hư hư thực thực ngộ hại người trong nhà hỏi thăm thân hữu người quen ta muốn xác định một sự kiện cái gì sự tình tạm thời không thể nói chỉ có xác định mới có thể nói nếu như không xác định liền không thể nói xem ra ngươi đã có hoài nghi đối tượng Mạc Tuyên kinh ngạc nhìn Quang Ninh. Đi thôi. Hai người xuất phát, không có mang bất luận kẻ nào. Quang Ninh muốn đích thân ra hỏi, người khác không nhất định có thể làm tốt. Rất nhanh, liền đến đến đệ nhất gia. Đây là đã xác định người chết thân phận một nhà. Người bị hại tên là Dương Linh, mất tích tại 4 năm trước, cái kia lúc nàng 15 tuổi. Nhà này người ta đình giàu có, nam chủ nhân là tiểu thương nhân. Ngươi thế nào lại tới? Ta biết đều nói cho ngươi, các ngươi không đi tìm hung thủ đến hỏi ta được hay sao? Ta biết hung thủ sao? Mạc Tuyên vừa đi vào đến, Dương An liền bắt đầu cầu nhau. Hắn khí sắc rõ ràng không tốt, liền là bởi vì việc này náo, mặc cho ai nhìn thấy chính mình nữ nhi biến thành cái dạng kia cũng sẽ không dễ chịu. Hung thủ, cho ta bắt. Quan Thế Tử. Hắn chính nói lấy, nhìn thấy phía sau đi vào đến Quan Ninh bận biểu chuyển biến tiếng nói. Ngươi biết ta. Nhận biết, tại Hàng Sơn tự ta còn nhìn thấy ngài. Dương An lộ ra rất câu nệ. Ngài đến hàng xá là ta là tới cùng mặt ti thủ tra án có chút tình huống còn muốn hỏi ngài muốn đích thân tra vụ án này đúng tốt ngài có thế thân tra tất nhiên sẽ được phơi bày quan thế tử ta linh nhi nàng dương an nói lấy liền khóc lóc kể lễ đứng lên ngươi bình phục lại tâm tình ta có mấy vấn đề muốn hỏi tốt ta nhất định cáo tri cái này thái độ cùng đối đãi mặt tuyên hoàn toàn không giống nhau chủ yếu là quan ninh hiện tại uy vọng quá lớn ngươi nữ nhi tin phật a à? không tin không tin. Quang Ninh nhíu mày, khó nói hắn phán đoán sai. Ta nữ nhi không tin, nhưng là ta tin. Dương An mở miệng nói, ta đến hàng sơn tự thời điểm sẽ thường xuyên mang theo nàng, trước mấy ngày phát điện ta cũng đến, quan thế tử ngươi. Ngươi mang nàng yêu cầu qua kia. Quang Ninh đánh gãy hắn nhàn thoại. Yêu cầu qua. Ngươi xác định a? À. Rất xác định. Dương An mở miệng nói, ta lần kia là chuyên môn mang theo Linh Nhi rút quẻ, cho nên ấn tượng rất sâu. Dương Linh mất tích là rút quẻ trước đó, vẫn là phía sau. Phía sau. Đại khái bao lâu? Mấy tháng đi. Còn nhớ rõ lúc đó cho Dương Linh đoán xâm là ai a? À? Là hàng sơn tự một cái tăng nhân, pháp danh đồng tể. Ngươi nhớ kỹ như thế rõ ràng. Linh Nhi sau khi mất tích, ta thường xuyên đến hàng sơn tự vì nàng cầu phúc, quyên không ít tiền hương khói, đến nhiều, cũng đã biết. Tốt. Quang Ninh mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại chấn động động không ngừng, có lẽ cái này là ví dụ, còn cần tiếp tục thăm viếng. Hắn lại hỏi mấy vấn đề rồi mới rời đi đến hướng nhà tiếp theo. Hỏi thăm đều là giống nhau, tin hay không Phật, có hay không đến qua hàng sơn tự, có hay không yêu cầu qua kia. Có không xác định phải chăng yêu cầu qua kia, nhưng cơ bản đều đến qua hàng sơn tự. Còn có một nữ tử càng là trung thực tín đồ. Một cái, hai cái là ngẫu nhiên, mà nhiều như thế cũng không phải là. Mặt khác, hắn còn chuyên môn thăm viếng mất tích cũng án trong nhà. Trải qua kiểm chứng, trong đó có mấy cái cũng có cùng loại kinh lịch. Có một nữ tử, hắn phụ mẫu cũng không biết tình huống, Quang Ninh còn tìm đến hắn hảo hữu chứng thực, nàng xác thực yêu cầu qua kia, đồng thời liền là cái này cái hảo hữu đi cùng, mất tích thời gian, liền là đang cầu xin kia phía sau. Mà những cái này thụ hại người mất tích đều không ngoại lệ, ngày sinh đều tập trung tại Tam Nguyên Tiết, hoặc Thượng Nguyên, hoặc Trung Nguyên, hoặc Hạ Nguyên. Ra được lúc này, Quang Ninh cơ bản đã xác định phỏng đoán, vụ án này nhất định cùng Hàng Sơn tự không thoát được liên lụy. Tại sao những cái này người chết đều cùng rút quẻ có quan hệ? Đây rốt cuộc là rút quẻ, vẫn là muốn chết. Mạc Tuyên hỏi ra nghi hoặc. Cả thiên hạ đến nàng đều không nói gì, mạo xưng làm đi cùng dẫn đường nhân vật, lại trơ mắt nhìn Quang Ninh đào ra trọng đại manh mối. Phải biết nàng thế nhưng là ra vài ngày. Ngươi yêu cầu qua kia a? Không có. Cái kia không lại được ngươi không biết. Quang Ninh mở miệng nói, đây cảm tạ Tuyên Ninh, nếu không phải nàng ngày đó trở đi rút quẻ chi niệm, ta cũng sẽ không biết. Mỗi rút quẻ người đang đoán xâm lúc đều sẽ bị hỏi ngày sinh tháng đẻ. Ngươi nói là. Mạc Tuyên đôi mắt đẹp kinh nghi. Là, ta linh quan nhất thiểm liền đem chi liên hệ với nhau, hung thủ hành hung như thế có tính nhắm vào là thế nào làm đến, người chết ở giữa cũng không có liên hệ, như thế nào khóa chặt hành hung mục tiêu. Quang Ninh trầm giọng nói, cái kia chính là ngày sinh, mà ngày sinh tháng để liền có thể hiện, không nghĩ tới ta vậy mà đoán đúng. Không phải ngươi đoán đúng, là ngươi lưu ý, tra án chính là như vậy, một chỗ linh quan nhất thiểm liền có thể giải khai chân tướng. Cho nên vụ án này cùng hàng sơn tự có quan hệ. Mặt tuyên mang theo khó có thể tinh thần sắc rất có thể hung thủ liền tại hàng sơn tự. Quang Ninh trầm giọng nói, xem ra ta lại muốn đi một chuyến hàng sơn tự. Chương 206, quỳ tại Phật tiền. Lại đến hàng sơn tự, Quan Ninh nhận tương đương nhiệt tình tiếp đãi. Phát biện phía sau, hắn tại cả người tu Phật trong mắt đều không giống một dạng. Liền tuệ tâm Pháp sư đều cam nguyện bái sư, còn có thể nói cái gì? Hắn liền là Phật tử sư. Địa vị cao thượng. Quan thí chủ đến đây, khiến cho tiểu tự thật sự là rồng đến nhà Tôn A đạo ngộ hòa thượng tự mình ra ngân tiếp. Hắn là chủ trì phương trượng đạo tính sư đệ, đạo tính rất ít lộ diện, cơ bản cũng là hắn đang chủ trì hàng sơn tự thường ngày công việc. Đạo ngộ đại sư cũng nói loại này lấy lòng lời nói. Quang Ninh mở miệng. Hắn cũng không có nói là đến tra án, chỉ là tới bái phỏng. Tại không có chứng cứ trước đó, chỉ có thể tối tra. Hàng Sơn tự là quốc tự, tại đại khang địa vị đặc thù, trực tiếp điều tra ảnh hưởng quá lớn, căn bản không có khả năng. Với lại hiện tại hắn chỉ xác định Hàng Sơn tự, còn không có có cụ thể mục tiêu hoài nghi tuyệt đối không phải lấy lòng đạo ngộ mở miệng nói quan thí chủ phật pháp tin thâm sợ là lão nạp đều không thể sánh bằng mấy ngày nay tuệ tâm pháp sư không ngộ không pháp sư tại hàng sơn tự lan truyền đại thừa phật pháp để bọn ta được ích lợi không nhỏ ngày tới là truyền phật pháp sao hắn đối quang ninh đều mang tôn xưng xung quanh hòa thượng mang theo vẻ chờ mong ta là tới học tập quan ninh mở miệng nói phật pháp mênh mông như biển vĩnh viễn không có điểm dừng nghe nói hàng sơn tự có tàn kinh cát tức dấu kinh thư điển tịch vô số ta muốn vào đến xem không biết có thể ngài lại đến xem kinh thư vâng a di đà phật đạo ngộ niệm tụng pháp danh quay đầu hướng lấy phía sau tăng nhân hòa thượng mở miệng nói quan thế tử phật pháp tinh thâm đến trình độ như vậy lại vẫn như cũng muốn xem kinh thư đề cao tu vi lúc này mới chúng ta chỗ nên học hỏi a di đà phật sở hữu hòa thượng cùng lúc niệm tụng pháp danh xem quan ninh lúc mang theo nồng đậm y kính nể cái này Quang Ninh một mặt mộng bức. Hắn đến tàng kinh các xem sách, là muốn tìm chút manh mối, căn bản cũng không phải là học tập Phật Pháp, chỉ là tùy y trang cái bức, còn giả dạng làm. Suy nghĩ tránh qua. Quang Ninh hỏi, không biết có thuận tiện hay không? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Đạo ngộ hòa thượng nói thẳng, hiện tại liền có thể mang ngài đến, không biết ngài lúc rảnh rỗi, có thế không có thể vì chúng ta tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật Pháp. Cái này đã thành hắn chấp niệm. Xem hết kinh thư lại nói rất nhanh đạo ngộ liền mang theo quan ninh đến tàn kinh cát đây là một tòa cổ hương cổ sắc lầu cát tràn ngập phong cách cổ xưa cảm giác mỗi tự viện đều có tàn kinh cát nhưng cũng không phải là mỗi tòa tàn kinh cát đều có tảo địa tăng các ngươi liền cùng tại quan thí chủ bên người đạo ngộ chỉ lấy hai cái tiểu hòa thượng vâng quan thế tử theo tiểu tăng bên này đi phiền phức đem đồ đệ của ta kêu đến tốt quan ninh phân phó một câu liền theo tiểu hòa thượng tiến vào trong tàn kinh các rất lớn Từng tòa giá sách chỉnh tề bày ra, rất nhiều thư tịch đều có rơi bụi tầng, xem tới đây cũng không mọc ra người đến. Không biết quan thí chủ muốn nhìn phương diện nào kinh thư. Kỳ văn dị sự, liền là trong Phật môn kỳ dị cố sự. Từ những cái này cố sự bên trong, có thể có rất cảm giác sâu sắc ngộ. Minh Bạch. Tiểu Hòa thượng chỉ dẫn lấy Quang Ninh đi vào một cái giá sách trước. Nơi này chính là Các ngươi có thể đi làm việc, chính ta xem. Quan thí chủ có cái gì cần có thể kêu chúng ta, chúng ta liền bên ngoài đợi lấy làm phiền. Quang Ninh nhìn trên giá sách thư tịch kinh thư thở sâu, tiện tay rút ra một bản lật xem đứng lên. Hắn là tìm đến manh mối. Hung thủ hành hung thủ phát tàn nhẫn kỳ lạ. Hắn tìm cái kia chút hoa quy thiếu nữ ra tay, còn nhất định phải là ta nguyên tiết xuất sinh, đồng thời còn muốn rút khô huyết. Động cơ là cái gì? Cầu tài. Vẫn là yêu cầu sắc. Đều không phải là. Quang Ninh phỏng đoán khả năng này là một loại mê tín hoạt động, hoặc là tế tự. Bởi vì cái này mang theo giày đặc tôn giáo sắc thái đây là hắn suy đoán. Hắn liền tới đến tàng kinh các tìm kiếm tương quan thư tịch, có lẽ từ đó liền có thể tìm tới cái gì manh mối. Hắn kỳ thực cũng có va vào thành phần. Tra án bản chính là như vậy, tại không có cụ thể manh mối lúc, chỉ có thể tìm lấy suy đoán đi loạn. Đụng vào là vận khí tốt, không đụng được lại tiếp tục đụng. Hắn lật xem đứng lên. Thời gian rất cấp bách. Hắn nhất định phải mau chóng tra ra chân tướng. Nếu không tuyên ninh mất tích cùng này không quan hệ, hắn có thể yên tâm, nếu không có quan hệ, hắn có thể tìm tới chân tướng. Hơn nữa còn có thể vì cái kia chút vô tội thụ hại hoa quy thiếu nữ báo thù. Một bản tiếp theo một bản. Hắn xem cũng không cẩn thận, chỉ là đại thể xem, tìm kiếm có hay không tương quan cố sự, hoặc là còn lại cái gì. Cho nên tốc độ vẫn tương đối nhanh. Cái này rất khảo nghiệm kiên nhẫn. Cũng tại Quang Ninh xem xét cùng lúc, một bên khác đạo ngộ đi vào một tòa Phật đường. Đây không phải chính đường, chỉ là một cái nhỏ đường. Phật tượng trước, Hàng Sơn tự phương trượng đạo tính quỳ tại bồ đoàn bên trên gõ lấy cá gỗ niệm kinh. Phương trượng sư huynh, ngươi như thế lớn tuổi cũng không cần lại cúi xuống, đứng lên đi. Đạo ngộ bận biểu đi quá khứ, chuẩn bị nâng. Cúi xuống có thể lộ ra tâm thành. Đạo tính buông xuống cá gỗ. Ngươi dạng này xuống dưới, thân thể thế nào thụ. Mấy năm gần đây tại cái này Phật đường, một đời liền là cả ngày, sợ thân thể ngươi kiên trì không nổi a. À. Đạo ngộ khuôn mặt mang theo thần sắc lo lắng. Hắn thế nào khuyến cáo đều không khuyên nổi phật chủ đều có viên tịch ngày ấy ta lại làm sao không có đối ta mà nói viên tịch liền là một loại giải thoát sư huynh ngươi nói đây là cái gì lời nói đúng ngươi tới là có chuyện gì a à? quan thí chủ đến a à. hắn quả nhiên đến quả nhiên ngài biết rõ hắn sẽ đến đạo tính không có trong vấn đề này xoắn xuyên lại hỏi hắn tới làm cái gì đạo ngộ nói ra y nhịn không được cảm thán nói quan thí chủ phật pháp tinh thâm nhưng như cũ không đình chỉ học tập lĩnh hội thật sự là đáng tiếc. Như hắn thật sự là ta người trong Phật môn thì tốt biết bao. Trong lòng có Phật tức là Phật, đây là ngày đó pháp điện lúc hắn nói chuyện, ngươi khó nói quên. Là ta lấy tướng. Đạo ngộ mở miệng nói, hắn đến tàng kinh cát. Tàn kinh cát. Vâng. Qua mấy ngày có thể sẽ có chuyện phát sinh, chúng ta hàng sơn tự sẽ có biến cố, như ta có việc, ngươi kế làm chủ cầm phương trượng, kỳ thực những năm này nguyên bản là ngươi tại lo liệu. Sư huynh, ngài nói lời này là cái gì? đạo ngộ hơi biến sắc mặt. Không có cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ thuận tiện. Đạo tính hòa thượng mở miệng nói, quan thế tử có cái gì nhu cầu tận khả năng được thỏa mãn, ngươi có thể rời đi, ta muốn tiếp tục niệm kinh. Sư huynh. Đạo ngộ đầy mặt không hiểu thấu. Ngươi đi đi. Vâng. Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo. Ra Phật đường, bên trong có tiết tấu cá gỗ âm thanh lại vang lên đến, còn có như mũi kêu niệm tụng kinh văn thanh âm truyền ra. Chỉ bất quá niệm kinh văn thanh âm rất thấp. Hắn nhịn không được quay đầu. Hắn Kỳ thực rất không hiểu. Tụng kinh không nhất định phải cúi xuống, bình thường tọa thiền liền có thể. Mà hắn sư huynh lại quỳ tại Phật tiền. Muốn sao là yêu cầu nguyện, muốn sao là sám hối. Sám hối. Hắn đột nhiên khẽ giật mình. Mơ hồ nghe được chỗ niệm kinh văn là lễ Phật lớn sám hối văn, đây chính là sám hối kinh văn. Chương 207, Tứ đại thiên vương. Quang Ninh còn tại tàng kinh các nhìn kinh thư điển tịch, đã quá khứ mấy canh giờ vẫn như cũ không có cái gì thu hoạch. Sách quá nhiều, cũng quá tạp, nhưng hắn muốn lại không có tìm được. Sư phó. Lúc này ngộ không đến. Hai ngày trước hắn liền bị Quang Ninh phái đến Hàng Sơn Tự. Một bên từ hắn cùng Mạc Tuyên bên ngoài điều tra, ngộ không thì tại Hàng Sơn Tự tìm hiểu tin tức, cùng lúc tiến hành. Hắn liền là cùng còn có thể dễ dàng hơn tìm hiểu, nếu là Quang Ninh đến hỏi cái này chút, bị người có quyết tâm biết rõ, có thể sẽ đã thảo kinh xà. Nhìn cửa một chút hai cái tiểu hòa thượng, Quang Ninh nhỏ giọng hỏi, để ngươi tìm hiểu nó dạng này. Đã nghe ngóng đến. Ngộ không mở miệng nói, tại Hàng Sơn tự phụ trách đoán xâm có bốn người, theo thứ tự là Khánh Chân Hòa Thượng, Khánh Diệu Hòa Thượng, Đồng Phúc Hòa Thượng, Đồng Tể Hòa Thượng. Đồng Tể. Quang Ninh đột nhiên khẽ giật mình. Lúc trước trong điều tra, người bị hại Dương Linh Phụ Thân Dương An nói, cho nàng nữ nhi đoán xâm liền là đồng tể. Quang Ninh biết rõ, tại Hàng Sơn tự bối phận tối cao là chữ đạo bối phận, xuống lần nữa tới là Khánh Chữ Lót, rồi mới là đồng tự bối cho nên cái này bốn người bối phận rất cao đạo tính phương trượng thường xuyên đi giải kia sao có nhưng là rất ít ngộ không giải thích nói đạo tính phương trượng cả ngày tụng kinh niệm phật xưa nay rất ít lộ diện như thế nói chỉ là ngẫu nhiên bị hắn gặp gỡ quan ninh nghĩ đến lại hỏi cái này bốn người có cái gì chỗ đặc biệt a à? ta tiếp xúc đến nay không có gặp được qua ngộ không giải thích nói khánh chân khánh diệu hai vị này pháp sư đều là tứ đại lớp trưởng bên trong khánh thật vẫn còn thủ tọa hắn phật pháp tinh thâm làm người từ thiện sư phó ngươi để cho ta nghe ngóng những cái này được hay sao hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc đừng hỏi nhiều chỉ là lịch luyện Quang ninh lại hỏi đồng tể đâu đồng tể là tám đại chấp sự bên trong quản lý lấy tăng viện đúng hắn vẫn là đạo tính phương trượng đồ đệ là duy nhất một cái đồng tự bối đồ đệ hắn nói lấy chính mình dò thăm quan ninh nghiêm túc từ đó tìm hữu dụng tin tức nhưng vẫn là không có đầu mối bởi vì căn bản là liền không nổi đến Hiện tại liền lại một sợi dây, đem những cái này đều truyền lên đến dây. Đi thôi, đến đi một vòng. Thấy hơi mệt chút, dạng này không có đầu mối ra tìm quá lãng phí thời gian. Nơi này kinh thư quá nhiều, thế nào khả năng toàn bộ xem hết. Với lại hắn cũng không có có bao nhiêu thời gian. Mang theo ngộ không tên là du lãm, nhưng thật ra là hắn nghĩ điều tra, hạch tâm địa phương khẳng định đến không, chỉ có thể là nhìn xem có cái gì chỗ dị thường. Không biết quan thí chủ nghĩ đến cái gì địa phương nhìn xem một cái lệch trung niên dáng người hơi mập hòa thượng mở miệng nói đạo tính sư thúc có chuyện cho nên để cho ta đi cùng bần tăng pháp danh khánh diệu chúng ta gặp qua khánh diệu đây chính là bốn đoán xâm hòa thượng trong đó một cái quan ninh xác thực gặp qua chỉ bất quá trước đó không có đối đầu hào tùy tiện nhìn xem làm phiền đại sư hắn cũng không có biểu hiện ra dị thường đây là hắn lần thứ hai du lãm lần đầu tiên là cùng tuyên ninh tiếp giao đến đó là tự chủ cùng có người mang theo khác biệt một chút không mở ra cho người ngoài cung điện cũng có thể tiến vào. Quang Ninh lúc này mới phát hiện các loại cung cấp đường khá nhiều, lớn nhỏ không đều, chỗ cung cấp thần Phật cũng không giống nhau. Mỗi đến một chỗ, Khánh Diệu Hòa thượng đều sẽ vì hắn giới thiệu một phen, nơi phát ra xuất xứ. Lúc này đi vào một tòa Phật đường, chỗ cung cấp là Di Lặc Bồ Tát, bất quá tại Phật hướng hai bên đều có hai vị tướng mạo thô cùng như hung thần ác sát pháp tướng. Cái này ta biết, là Tứ Đại Thiên Vương đi. Quang Ninh thốt ra. Không sai khánh diệu giải thích nói tứ đại thiên vương là phật giáo hộ pháp thiên thần phân đông nam tây bắc đông phương trì quốc thiên vương nam phương tăng trường thiên vương phía tây nghiễm mục thiên vương phương bắc đa văn thiên vương đây không phải cùng đạo giáo trong thần thoại một dạng nhưng thật ra là xuất từ phật giáo khánh diệu cười nói tốt a à. cái này là việc nhỏ xen giữa tiếp xuống lại mang theo quan ninh đến địa phương khác du lãm không có phát hiện bất luận cái gì khác thường địa phương quan ninh cảm giác lâm vào bình cảnh dạng này xuống dưới không có bất luận cái gì manh mối. Cái này cũng đã gần ban đêm, một ngày lại dạng này quá khứ, hắn có chút nóng nảy. Khánh Diệu thơ thúc, không tốt, xảy ra chuyện. Chính về trai đường trên đường, có một cái tiểu hòa thượng thần sắc vội vàng chạy tới. Thế nào? Khánh chân sư thúc. Hắn chết. Khánh chân sư huynh chết. Điều này sao khả năng? Là thật, ngài mau đi xem một chút đi. Khánh Diệu sắc mặt đại biến lại coi thường người khác, bận biểu đi theo. Khánh chân quan ninh cùng ngộ không nhìn nhau Khánh chân liền là bốn đoán xâm hòa thượng bên trong lại đột nhiên chết hắn bận bịu cũng cùng quá khứ rất nhanh liền đi vào một gian phật đường ở trước cửa bày ra lấy một cổ thi thể phía trên đắp áo cà sa hắn liền là chết thánh chân hòa thượng đến cùng có việc gì không quan ninh đuổi đến lúc đó đạo ngộ hòa thượng cũng vừa tới hắn bận bịu hỏi là ta phát hiện có một cái tiểu hòa thượng ấp úng nói đến đêm tối ta tới quét dọn phật đường phát hiện thánh chân sư thúc ở chỗ này, hắn là cúi xuống mặt hướng Phật tượng, ta không dám đánh nhiễu, liền chờ ở bên ngoài, chờ ước một canh giờ, một mực không có động tĩnh, liền quá khứ xem xét, phát hiện thánh chân sư thúc, đã không có khí. Ngươi nói cái gì? Lúc đó hắn là quỳ tại Phật tiền. Đạo tính nhíu mày hỏi. Vâng. Hắn hơi biến sắc mặt, giống là nhớ tới cái gì, đang chuẩn bị nói cái gì, lại thở vào. A-di-đà Phật. Phương trượng. Chủ trì chỉ thấy hàng sơn tự chủ trì đạo tính đi tới chủ trì sư huynh khánh chân hắn quan ninh hỏi đạo ngộ đại sư ta có thể nhìn xem sao có lẽ có thể phân biệt ra khánh chân đại sư chết bao lâu là tự sát hay là hắn chết tại đốc bộ ti đợi một thời gian ngắn hắn cũng học được mấy phần không cần nhìn khánh chân sư huynh là tự sát lúc này có một tên hòa thượng đứng ra hắn hơn 30 tuổi dáng người nhìn lên đến khỏe mạnh nhưng giọng nói cũng rất lạnh quan ninh cảm giác được tự hồ có địch y một dạng hắn liền là đồng tể hòa thượng. Ngộ không tại lỗ tai hắn thấp giọng nói lấy. Quang Ninh trong lòng nhưng, lại hỏi, không biết đồng tể đại sư là như thế nào kết luận, chẳng lẽ mình sư huynh không tên chết, đều không cho người kiểm tra thực hư. Để quan thí chủ xem một chút đi. Đạo ngộ mở miệng cho phép. Quang Ninh đem cái kia áo cà sa nhấc lên, chỉ thấy hắn mắt miệng hơi mở, mặt môi đều là hiện lên tử sắc, hắn lại xem móng ngón tay, hiện lên thanh ảm sắc. Cơ bản có thể phán định vì trúng độc. Quang Ninh mở miệng nói, tử vong thời gian ước chừng tại hai canh giờ tả hữu ta vừa rồi đã xem qua đồng tể lạnh lùng nói bất quá tại sao đồng tể đại sư liền xác định khánh chân đại sư là tự sát mà chết hắn tại sao muốn uống thuốc độc quang ninh ngẩng đầu nhìn hắn cái người này tuyệt đối khác thường bởi vì khánh chân sư huynh nói với ta qua một ít lời hắn mấy ngày này tâm tình sa sút rất không thích hợp vốn là có chút báo hiệu không sai mấy ngày nay phát hiện khánh chân sư thúc lúc nâng tinh thần hoảng hốt như trước kia khác biệt đúng vậy a à ta cũng chú ý tới. Bên cạnh có người phụ họa lấy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Đồng tể nhìn Quang Ninh âm thanh lạnh lùng nói, cái này liền muốn hỏi ngươi, kỳ thực ngươi mới là giết chết Khánh chân Sư Huynh hung thủ. Chương 208, đêm dài, tao ngộ ám sát. Ta. Quang Ninh cảm giác không hiểu thấu, cùng hắn có cái gì quan hệ? Đồng tể, chớ có nói bậy. Đạo ngộ trực tiếp quát lớn. Nhưng cùng tế lại nói tiếp, sư thúc, chẳng lẽ còn không thể nói a? À? hiện tại khánh chân sư huynh đều chết ân ừ. xem mặt này sắc trịnh trọng một bộ làm như có thật bộ dáng quan ninh nghi ngờ hơn cùng ta có cái gì quan hệ là bởi vì ngươi đưa ra đại thừa phật pháp đại thừa phật pháp đồng tể mở miệng nói ngươi chỗ đưa ra đại thừa phật pháp cùng chúng ta sở tu ly niệm có rất lớn xuất nhập hôm đó phát biện phía sau các vị liền vì vậy mà thảo luận đồng thời phát sinh phân kỳ khánh chân sư huynh nguyên tu phật pháp thâm căn cố đế bất chợt tới có bên ngoài luận lâm vào xoắn suy nghĩ lại hoài nghi phủ định, cuối cùng không thể thừa nhận mà tại Phật tiền uống thuốc độc mà chết. Ân. Quang Ninh sắc mặt ngai trệ. Tốt tươi mát thoát tục ly do A. Cho nên, Khánh chân Đại Sư là tẩu hỏa nhập ma. Có thể như thế nói. Đồng tể mở miệng nói, trên thực tế giống Khánh chân Sư huynh dạng này tại hàng sơn tự cũng không phải là ví dụ. Cho nên còn quan thí chủ trời đi đi, đừng lại đặt chân hàng sơn tự. Đồng tể, không thể nói bậy. Chủ trì đạo tính mở miệng quát lớn quan thí chủ không cần để y hắn là nói vậy đem khánh chân tất kỹ ngày mai lão nạp tự thân vì hắn siêu độ cứ như vậy tán đi tán đi quan ninh lại một lần nữa ngai trệ một cái người chết không điều tra nguyên nhân cái chết không điều tra nguyên do khánh thật vẫn còn hắn đồ đệ đi đến nỗi đồng tể nói ra lý do hắn căn bản cũng không tin tưởng có lẽ có loại khả năng này tại chính mình nói ra đại thừa phật pháp lúc ngộ không thần sắc cũng không đúng lâm vào hoài nghi rồi mới chính mình phủ định bất quá hắn tiếp nhận, minh ngộ. Cho nên mới có thể bái chính mình vi sư. Có thể vì vậy mà tự sát. Căn bản cũng không có khả năng. Rồi mới liền một câu tán đi, liền nhẹ nhàng bóc qua. Cái này quá suất. Cũng quá khác thường. Rất có thể, bọn họ tại che giấu lấy cái gì. Quan ninh nội tâm khẽ nhúc nhích, quan sát lấy mỗi người thần sắc. Đạo ngộ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì nhưng tự hồ bận tâm đạo tính phương trượng. Đạo tính phương trượng sắc mặt mang theo bi thống, còn có còn lại cái gì? nhất khác thường là đồng tể chết là hắn sư huynh lại không có chút nào tâm tình bi thương ngược lại đối với mình đặc biệt phòng bị quan ninh nội tâm hít một hơi loại cục diện này là chuyện tốt sự tình ra khác thường tất có yêu nói rõ bọn họ liền là có vấn đề chính mình trước đó suy đoán là không có vấn đề tình huống bây giờ là có đầu có đuôi không trung gian cần một đầu dây đem những cái này liền đứng lên rồi mới liền chân tướng rõ ràng cứ như vậy qua loa tan cuộc quan ninh là ngoại nhân liền người ta đều không thèm để y, ngươi lại có thể nói cái gì? Hắn cùng ngộ không hai người chuẩn bị lại đến tàn kinh cát. Quang Ninh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hung thủ hành hung động cơ tất nhiên có tôn giáo tính chất nhân tố ở bên trong, chỉ là hắn không có tìm được. Lại tìm một buổi tối, thử thời vận. Sư phó, ta chú ý tới một vấn đề. Cái gì? Ngộ không mở miệng nói, dựa theo vừa rồi bọn họ miêu tả, Khánh chân Đại Sư quỳ tại Phật Tiền. Hẳn là tại sám hối. Sám hối quỳ tại Phật tiền, không phải cầu nguyện, liền là sám hối. Ngươi xác định sao? Xác định. Quang Ninh nhớ kỹ chi tiết này, đồng dạng hắn cảm giác bắt lấy cái gì, lại hình như không có bắt lấy cái gì. Đi thôi, xem sách đến. Hắn mang theo ngộ không lại trở về tàn kinh cát. Đêm đã rất sâu. Giờ phút này, trong một gian phòng, dưới ánh nến. Sư phó hắn đã chết, sư thúc ngươi biết cái này y nghĩa cái gì? Hiện tại Quang Ninh tiến hàng sơn tự, hắn rất có thể liền là tra sự kiện kia, đồng thời còn có thể nắm giữ đến một ít gì đó, nên thế nào xử lý? Có một đạo mang theo bối rối thanh âm nhớ tới. Ngươi hoảng cái gì? Khánh chân sư huynh hắn là mình dọa chính mình, hắn chết đáng đời, hắn quên thân phận của mình, hắn nhưng là trì quốc thiên vương, hắn quá nhu nhược. Tiếp theo lấy, lại có một đạo khác âm thanh vang lên. Ngươi! Thế nào có thế như thế nói? Ta như thế nói có lỗi a à? Chúng ta không thể lại sai xuống dưới, ta không làm thiên vương ngươi y gì sư phó tự sát không phải là bởi vì nhu nhược là bởi vì hắn tỉnh ngộ hắn biết không có thể tại sai xuống dưới cho nên hắn tại phật tiền sám hối ta ta không thể ai cùng là hộ pháp thiên thần ta cho các ngươi cảm giác được xấu hổ đã như vậy ngươi liền đi đuổi theo sư phó ngươi đi sư thúc ngươi hắn vừa mở miệng lại nói không ra lời khóe miệng cũng có máu chảy ra một cây ngân châm cắm vào hắn cái cổ chỗ rất nhanh hắn mặt môi bắt đầu đỏ bừng đã là trúng độc mà chết. Một người khác đem hắn thi thể bày ra thành quỳ bái tư thế, cùng Khánh Chân Hòa thượng chết lúc giống như đúc, rồi mới hắn lặng yên rời đi. Quang Ninh, ngươi thật sự là đến ra án a. Không quản ngươi có đúng hay không, ngươi đều đáng chết. Trong màn đêm, một đôi mắt lạnh tràn ngập sát y. Tàn kinh cát, ánh nến lấp lóe lấy quang mang. Quang Ninh bên người đã chất đầy thư tịch kinh văn. Không phải. Còn không phải. Đều không phải là ta muốn. Quang Ninh dựa vào tại giá sách bên cạnh, từng đợt bực bội ngăn cách lấy hai cái giá sách ngộ không cũng ngồi dưới đất lật xem lấy bất quá cùng quan ninh khác biệt hắn xem rất cẩn thận đem cái này xem như là học tập cơ hội không thể không nói hàng sơn tự tàng kinh vẫn là rất nhiều một bên khác nơi hẻo lánh hai cái đi cùng tiểu hòa thượng đánh lấy ngủ gật cả tàng kinh các hoàn toàn yên tĩnh lúc này nơi cửa có một cái mặt y phục dạ hành mang theo mặt nạ màu đen bóng người đi vào đến hắn hiển nhiên là có nhất định công lực đi đường không có phát ra nửa điểm thanh âm, hắn tìm lấy ánh sáng tới gần quá khứ. Thông qua giá sách kẻ hở, hắn nhìn thấy Quang Ninh. Sư phó, ta tìm tới một thiên kinh văn, không biết có phải hay không ngươi muốn tìm. Lúc này ngộ không âm thanh vang lên. Giảng là cái gì cố sự? Quang Ninh ngẩng đầu hỏi thăm, đột nhiên nhìn thấy giá sách một bên hắc ảnh. Lúc này người áo đen cũng biết Quang Ninh phát hiện hắn, cho nên hắn nhất định phải xuất thủ. Hắn trực tiếp từ giá sách sau đi ra. Song phương cách xa nhau cũng không xa cái này khoảng cách, hắn có thể làm được nhất kích tất sát. Hắn biết rõ Quang Ninh cũng không biết võ công, hắn tay trói gà không chặt. Chết đi. Hắn nghĩ non với. Dưới chân đột nhiên phát lực, đối lấy Quang Ninh trùng quá khứ. Ngươi. Quang Ninh cũng chính diện nhìn thấy người áo đen. Thích khách. Hắn suy nghĩ vừa tránh qua, người áo đen liền đã vọt tới trước mặt hắn. Thích khách khúc tay thành trảo, ngón tay cái cùng ngón trỏ chỗ hoặc thành móc câu, đối lấy Quang Ninh ít hầu bắt tới. Nhanh. Quá nhanh, có thể Quang ninh phản ứng càng nhanh tại tay kia đến hầu trước thời khắc hắn một đêm cầm tay hắn cổ tay để hắn lại khó tiếng nữa tất ngươi chỗ cổ tay truyền đến đại lực để thích khách trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc sư phó nghe được động tỉnh ngộ không hô to thích khách trong lòng biết nếu như nhất kích không cách nào giết chết quan ninh liền lại không có cơ hội có thể hiện đang thoát thân thể đều khó có khả năng thủ đoạn bị tóm chặt lấy chờ ngộ không tới liền sẽ bị bắt hiện hình phán đoán sai lầm hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái tay khác bắt lấy bên cạnh giá sách liền hướng ngược lại ra. Giá sách sắp sụp đổ, Quang Ninh không thể không buông tay, thích khách phản ứng rất nhanh, xoay người lăn lộn trực tiếp trốn khỏi ra đến. Quanh! Lúc này giá sách sụp đổ, trực tiếp ép tại Quang Ninh trên thân, trên đó thư tịch kinh thư toàn bộ tản mát ra. T. Quang Ninh cung lấy thân thể, cảm giác được đau đớn, giờ phút này hắn thừa nhận cả giá sách trọng lượng. Cũng tại lúc này, hắn vô y nhìn thấy mặt đất tản mát một bản kinh thư triển khai trang sách bên trên nội dung. Cái này. Hắn sắc mặt kinh hỉ Hắn muốn tìm được. Chương 209, cũng không nhìn một chút ta là ai. Sư phó, ngươi không sao chứ. Lúc này ngộ không tới đem giá sách phù chính. Thế nào? Phát sinh cái gì sự tình? Trong góc ngủ gà ngủ gật hai cái tiểu hòa thượng cũng bừng tỉnh. Ta không sao, mau đuổi theo thích khách. Quang Ninh mở miệng ngộ không lập tức chạy ra đến. Thích khách. Cái nào có thích khách? Hai cái tiểu hòa thượng bận biểu tới, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, sắc mặt kinh nghi. Quang Ninh không có trả lời hắn. Hắn liền gặp chuyện đều tự hồ không thèm để y, mà là cầm lấy mặt đất cuốn kinh thư kia, nhìn kỹ đứng lên. Phía trên này giảng thuật một cái cố sự, mang theo giày đặc tôn giáo sắc thái, cũng mà còn có chút ly kỳ cố sự. Quang Ninh trong mắt phát ra ánh sáng. Hắn từ nay về sau lật, còn có ba tấm phối đồ. Đồ hơi có vẻ mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ ràng. Quang Ninh đột nhiên khẽ giật mình. Cái này đồ hắn gặp qua, tại hàng sơn tự một tòa trong điện, có ba tấm bích họa, trung gian tấm kia là trống chỗ, mà ở trong đó là hoàn chỉnh. Hắn tìm tới. Đây chính là đường tuyến kia. Đem sở hữu đoạn ngắn kết nối thành một cái chỉnh thể. Quang Ninh thần tình kích động. Một màn này, để bên cạnh hai cái tiểu hòa thượng một mặt mộng bức, lập tức sinh ra bội phục chi y. Đều tao ngộ ám sát, đều lúc này, quan thí chủ còn đang nhìn kinh thư, như đó như khác khó trách hắn phật pháp tinh thâm a cái kia quan thế tử ngài không có sao chứ a à, ta không sao quang ninh lúc này mới hoàn hồn hắn bản kinh thư này ẩn giấu tại ống tay áo ngài thấy rõ ràng thích khách bộ dáng sao không có hắn mặc áo đen còn mang mặt nạ màu đen quang ninh giờ phút này mới cảm giác được nghĩ mà sợ tên hung thủ này rất lợi hại nhất định là võ đạo cao thủ nếu không phải là mình phản ứng nhanh có chút khí lực chỉ sợ đã chết Quả nhiên là đại lực xuất kỳ tích a, đây đã là lần thứ hai. Bên này vừa nói không có vài câu, ngoài cửa liền có tốt mấy người này đi vào đến. Giá sách sụp đổ, như vậy đại động tĩnh là đủ gây nên đừng người chú ý. Sư phó, ra đến lúc không nhìn thấy thích khách, sợ đã chạy. Ngộ không đi vào đến. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tại hắn phía sau theo rất nhiều tăng nhân, nhìn cái này một mảnh hỗn độn, đều là sắc mặt đại biến. Quan thí chủ, ngươi gặp được hành thích đồng tể hòa thượng cũng tại ân đến cùng có việc gì không quan thí chủ ngươi không sao chứ chúng ta hàng sơn tự thế nào sẽ có thích khách lao nhau âm thanh vang lên quan ninh giải thích nói ta vừa đang đọc sách đột nhiên có thích khách áo đen tiến vào may mắn ta phản ứng nhanh hắn nói lấy sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng đồng tể đại sư ta hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích quan ninh âm thanh lạnh lùng nói thân phận ta chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết lại có mấy ngày ta liền sẽ kế thừa trấn bắc vương vị, ta vẫn là đương triều phò mã. Mà ta lại kém một chút chết tại các ngươi nơi này. Ngộ không? Sư phó. Ngươi lập tức xuống núi đến tìm ngô quản gia nói rõ tình huống, hắn sẽ an bài. Ta nhất định phải tìm tới thích khách. Nghe vậy. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Tình thế nếu là làm lớn chuyện, sẽ cho hàng sơn tự mang đến thật không tốt ảnh hưởng. Quan thế tử, ngươi trước không nên kích động. Đồng tể vừa mở miệng, liền bị quan ninh đánh gãy đừng nói với ta những cái này, ta chỉ biết là ta kém chút liền chết. Ngộ không đối Quang Ninh lời nói nói gì nghe đấy, chuẩn bị muốn đi. Đợi chút nữa. Quang Ninh đem hắn ra qua một bên, thấp giọng hỏi nói, đồng tể thế nào đến nhanh như vậy? Ta đuổi theo ra đến thời điểm hắn chính đi tới, nói là tới nhìn ngươi một chút. Tốt, ta biết, ngươi đi đi. Vâng. Quang Ninh thật sâu mắt nhìn đồng tể, gia hỏa này rất đáng được hoài nghi. Sẽ là hắn sao? Rất nhanh, liền có người tới đạo tính phương trượng, đạo ngộ hòa thượng mấy vị đại sư. Bọn họ đều cùng Quang Ninh nói lấy lời hữu ích. Đạo ngộ hòa thượng mở miệng nói, quan thí chủ, ta đã an bài tăng viện võ tăng phong tự, như có thích khách, tuyệt đối không có khả năng chạy ra, đến nỗi tìm quan phủ tham gia cùng, cũng không cần phải đi. Bạn nhất thích khách liền trong này ở giữa đâu? Quang Ninh ánh mắt nhìn chung quanh một đám. Ngươi là hoài nghi, chúng ta tự viện tăng nhân. Không, điều đó không có khả năng. Đạo ngộ lắc đầu nói, bọn họ đối ngươi sùng bái có thừa, lại thế nào sẽ ám sát ngươi, không có lý do gì a? À? Có đúng không? Quang Ninh mở miệng nói, đồng tể đại sư không phải nói, là ta hại chết Khánh chân đại sư, vạn nhất là có người trả thù đâu. Cái kia, là nói vớ nói vẫn. Quan thí chủ, lời này của ngươi y gì? Đồng tể hơi biến sắc mặt. Ngươi muốn rõ ràng, chúng ta hàng sơn tự là quốc tự, không phải phổ thông tự viện. A, à, ngươi còn muốn nói cái gì? Quang Ninh nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, có phải hay không còn muốn nói, ngươi còn có một cái tại bên cạnh bệ hạ, được xưng là là hắc y tể tướng sư đệ. Tại Long Cảnh Đế bên người huyền tâm Pháp Sư cũng là phương trượng đạo tính đồ đệ, hắn liền là đồng tể sư đệ. Muốn dùng cái này tới dọa ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Quang Ninh không nhường chút nào. Ngươi. quan Thí Chủ, ngươi tao ngộ ám sát, lòng có nộ khí chúng ta có thể ly giải, chỉ là nếu để quan Phủ tham gia, thật sự là. Đạo ngộ chính nói lấy. Đột nhiên bên ngoài có gấp rút âm thanh vang lên không tốt không tốt một cái tiểu hòa thượng chạy tới vừa phát hiện cùng phúc sư thúc chết cái gì cùng phúc chết ban đêm còn gặp hắn cùng phúc thế nào sẽ chết xung quanh lập tức lên một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin cùng phúc đây không phải bốn đoán xâm hòa thượng bên trong một cái sao hắn thế nào cũng chết quang ninh hơi biến sắc mặt hắn cho là mình rất cẩn thận tận lực tránh cho không đề cập tới không làm cho người ta hoài nghi nhưng bọn hắn vẫn là như thế gấp kính sợ bắt đầu sát hại người biết chuyện, ngăn cản điều tra. Suy nghĩ tránh qua. Quang Ninh thản nhiên nói, đây chính là quốc tự, trong vòng một ngày chết hai người, còn có thích thách giấu kín, xem ra thật sự tất yếu phải tra một chút. Đã không để y tới hắn. Lập tức chuyển trận, chạy tới cùng phúc trụ trì. Hắn quỳ tại bồ đoàn bên trên, cùng Khánh chân hòa thượng là đồng dạng tư thế, bề ngoài xem xét cũng là trúng độc mà chết. Một cái là ngẫu nhiên. Hai cái cũng không phải là ngoài y muốn. Đồng tể đại sư, ngươi thế nào giải thích? Quang Ninh mở miệng nói, hắn cũng là tự sát. Cũng là bởi vì ta mà chết. Ngươi. Tốt, ta không nghe ngươi giải thích, chờ quan phủ người tới. Quan thí chủ. Tốt. Lúc này một mực không nói gì chủ trì đạo tính mở miệng nói, liền theo quan thí chủ y tứ tới. Sư phó. Cứ như vậy đi. Nhanh đến Tiến cung, tìm ngươi huyền tâm sư thúc nói rõ tình huống. Đồng tể âm thầm phân phó lấy một cái tiểu hòa thượng. Vẫn là phương trượng hiểu rõ đại nghĩa. Quang Ninh mở miệng nói, Kỳ thực ta đã biết rõ hung thủ là người nào, chờ quan phủ người đến, chỉ là vì thuận tiện. Ngươi đã biết rõ hung thủ là người nào? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đúng, nhưng là ta hiện tại còn không thể nói. Quang Ninh giữ yên lặng. Vừa vặn cho mượn cơ hội này, đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn nói biết rõ hung thủ, là đã biết rõ càng thi án hung thủ cùng toàn bộ quá trình, cũng là thời điểm để chân tướng rõ ràng. PS, ngày mai liền kết án, kỳ thực tiến triển không chậm, chủ yếu là một chương một chương đổi mới hội hữu thác cảm giác. Chương 210, muốn chứng cứ sao? Quang Ninh khoan thai chờ, bất quá là tại lớn bao nhiêu sư cùng đi, vạn chúng nhìn trừng trừng, hắn tin tưởng một ít người là không dám có lòng xấu xa. Cũng tại hắn chờ lúc. Bên ngoài đã nổi sóng. Quang Ninh ở trên hàng sơn tự trước đó liền đã làm tốt an bài, chỉ cần một cái tin, liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Hắn vận dụng có thể vận dụng người. Vụ án này phi thường khó khăn, hàng sơn tự cũng không phải bình thường địa phương, cho nên hắn muốn làm lớn. Đêm khuya, Quang Ninh tại Hàng Sơn tự gặp chuyện tin tức cấp tốc truyền ra. Hiện tại hắn, sắp kế thừa vương vị, hơi có chút sự tình, liền sẽ dẫn đến chú y. Hình bộ, đốc bộ ti. Mặt tuyên đối lấy cả đám mở miệng nói, trừ đến phòng thủ nhân viên, còn lại toàn bộ xuất phát. Vâng. Nàng vừa dẫn người đi ra ngoài. Bên này hình bộ thượng thư trương chính cũng vừa lúc đi ra, theo lấy tiếng về Hàng Sơn tự. Cùng lúc, kinh triệu phủ số lớn thành vệ quân cũng cấp tốc chạy tới. Cái gì? hàng sơn tự vậy mà phát sinh dạng này sự tình giờ phút này trong cung huyền tâm cũng tiếp vào đồng tể phái người đưa tới tin quan ninh xác thực gặp được ám sát a vâng huyền tâm sắc mặt đại biến người đứng chờ một chút vâng huyền tâm không dám thất lễ lập tức đến tìm long cảnh đế lúc này hắn đã nằm ngủ nhưng vẫn là bị kêu lên đến là đồng tể hành thích quan ninh a long cảnh đế khoác lấy long bào lạnh giọng hỏi hẳn là hồ đồ Long cảnh đế mở miệng nói quan ninh lập tức liền phải thừa kế trấn bắt vương vị nếu như lúc này gặp chuyện vẫn là tại hàng sơn tự cái này để cho người khác thế nào nghĩ thành công sao quan ninh không ngại huyền tâm mở miệng nói đây không phải quan trọng đồng thể hoài nghi quan ninh đến hàng sơn tự là điều tra chuyện kia mới bí quá hóa liều ngươi cảm thấy quan ninh sẽ ra a à? hẳn là sẽ không huyền tâm giải thích nói trước đó cũng chưa từng nghe nói quan ninh có này động tĩnh, hắn cũng chỉ là sáng nay mới đến rõ ràng là chính mình chột dạ, đoán lung tung nghi, ngược lại làm xảy ra chuyện. Long cảnh đế trầm giọng nói, quan ninh vốn là thừa cơ phát huy chủ, còn lại là cái này trong lúc đó, đây không phải. Truyền tin, để đồng tể thời gian quan trọng bỏ qua tự thân, để tiết hoài nhân quá khứ, mau chóng đem việc này bình phục, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy sự kiện kia. Minh Bạch Huyền tâm ứng lấy, lại hỏi, nếu như xảy ra vấn đề đâu? Đến sư phó ngươi cái kia chung kết, dù sao trẫm cần đã làm đến. Bệ hạ, cứ như vậy đi ngươi không cần đến hàng sơn tự có bất cứ chuyện gì đều với ngươi không quan hệ đồng dạng cùng trẫm cũng không có quan hệ minh bạch huyền tâm bước nhanh rời đi các phương dị động rất nhanh liền có một số đông người chạy tới hàng sơn tự như vậy chạy nhảy xuống tới trời đã lạnh hàng sơn tự đã đối ngoại phong cấm không cho phép du khách đi vào quang ninh chỉ là một cái thích khách đáng giá hơn sư động chúng như vậy đồng tể sắc mặt càng ngày càng khó coi chỉ là một cái thích khách vị đại sư này nói là cái gì lời nói? Ngươi biết quan thế tử là ai chăng? Hình bộ thượng thư trương chính trực tiếp quát lớn. Quang Ninh, nghe nói ngươi đã biết rõ hung thủ là người nào, hiện tại người đều đến, bắt hung thủ tranh thủ thời gian rời khỏi, hàng sơn tự không phải phổ thông địa phương, không ảnh hưởng được tốt. Tiết hoài nhân có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thế nào liền không thể an sinh mấy ngày đâu. Thế nào vô luận hắn đến chỗ nào đều có chuyện phát sinh. Hắn đạt được y chỉ là mau chóng lắng lại với lại xác thực cũng phải bắt đến hung thủ, thời kỳ này quá mẫn cảm, càng hắn quan ninh hiện tại chính là thanh danh huyên náo lúc. Tốt, đã người đều đến, vậy ta liền muốn nói. Quan ninh đứng ra. Hắn nhìn chung quanh xung quanh, hình bộ thượng thư trương chính, thứ phụ tiết hoài nhân, đốc bộ ti, kinh triệu phủ chờ nhiều vị quan viên đều đã trình diện. Cái này đã đầy đủ. Hắn bất quá là cần một cái chứng kiến mà thôi, gặp chuyện thì là để lý do này, càng thêm phong phú. Suy nghĩ tránh qua. Quang Ninh mở miệng nói, Ta trước đó tại sao không nói, là bởi vì không dám nói, Hàng Sơn Tự là quốc tự không phải là nơi tầm thường, hiện tại chư vị đại nhân đều đến, ta liền không có bận tâm. Người thiếu âm dương quái khí, rõ ràng chính là chuẩn bị nói xấu chúng ta Hàng Sơn Tự. Đồng tể trực tiếp mở miệng. Nói xấu. Quang Ninh mở miệng nói, đêm qua ta tao ngộ ám sát, đồ đệ của ta trước tiên đuổi theo ra đến, đã không thấy thích khách bóng dáng, đạo ngộ đại sư lại khẩn cấp phong tỏa ra tìm, vẫn như cũ không có thu hoạch, điều này nói rõ thích khách liền tại hàng sơn tự, đồng thời liền ẩn trốn ở chỗ này. Hắn chuyển hướng nhìn chồng chọc đồng tể, rồi mới âm thanh lạnh lùng nói, với lại cái kia thích khách. Liền là ngươi. Đồng tể sư thúc. Không có khả năng a. À. Đồng tể sư thúc tại sao muốn giết quan thí chủ? Xung quanh lập tức lên một mảnh tiếng nghị luận. Chứng cứ đâu? Ngươi nói là ta. Chính là ta sao? Đồng tể không có chút nào bối rối, thần sắc tự nhiên. Ngươi phát giác được ta đối với ngươi thái độ không tốt, liền có nhầm vào chi y. Quan Ninh nói tiếp, đêm qua ngộ không ngay đầu tiên đuổi theo ra đến, cũng không có gặp được hung thủ, mà là gặp được ngươi, ngươi chạy ra đến rất mau đưa y phục dạ hành cởi xuống giấu đến, rồi mới giả bộ như tới tiền ta. Ta chính là đến tiền ngươi, không được a. À. Ta liền biết ngươi sẽ không nhận, nhưng ta còn có một cái chứng cứ, có thể trực tiếp chứng minh ngươi chính là hung thủ. Quan Ninh nhìn hắn mở miệng nói, hôm qua hung thủ hành thích, nhưng bị ta ngăn cản bắt lấy, hắn nóng lòng thoát thân liền đem bên cạnh giá sách dẹp đi, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng tại trong lúc vội vàng vẫn là bị giá sách đập tại sau lưng. Quang Ninh nhớ lại lấy tối hôm qua giết người hiện trường, giá sách bị dẹp đi lúc trước là hung thủ thừa trọng, sau mới đập tại hắn trên lưng. Trải qua qua kiểm tra, hắn sau lưng có nện ép tạo thành máu ứ động, như vậy hung thủ tất nhiên cũng có. Quang Ninh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám để cho chúng ta xem ngươi sau lưng A. À. Đồng tể hơi biến sắc mặt, rồi mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói xem liền xem, bằng cái gì? Ngươi không dám A. À. Đạo tính phương trượng, ngươi xem cái này. Tiếp Hoài Nhân mở miệng. Hắn cũng nhìn ra, cái này đồng tể hòa thượng có rất lớn hiềm nghi. Đồng tể, đem quần áo ngươi thoát. Đạo tính trực tiếp phân phó. Phương trượng. Ngộ không. Quang Ninh lại không nghĩ dây dưa với hắn. Vâng. Ngộ không minh bạch Quang Ninh y tứ, hắn lập tức động đứng lên, khúc tay thành trảo bắt quá khứ. Mà đồng tể thì là trực tiếp đưa tay đón đỡ. Phanh. Hai người quyền trưởng tương giao. Đột nhiên động thủ, khiến cho tràng diện lập tức khẩn trương lên đến đồng tể thế nhưng là tăng viện chấp sự, chủ quản sở hữu võ tăng. Nhưng ngộ không mạnh hơn, chỉ gặp hắn tay giống như đột nhiên mềm mại, cả cánh tay như thành hình rắn quấn đến đồng tể trên cánh tay. Xà truyền thủ. Có người nhận ra chiêu này. Đồng tể hơi biến sắc mặt, nhưng đã muộn, tại ngộ không tay đến hắn cánh tay lúc lại biến thành bắt. Xoẹt. Hắn y phục liền bị xé vỡ nát, sau lưng cả đều trần lộ ra, chỉ thấy trên đó có một đầu dài máu ứ động. Kết hợp quan ninh vừa rồi nói, rất rõ ràng liền là giá sách sụp đổ để lên tạo thành cho nên hắn liền là hung thủ xung quanh người lập tức lên một mảnh xôn xao